hơn 93.000 thí sinh của Hà Nội thi lớp 10 trong ảnh hưởng của dịch bệnh. Sáng ngày 12 tháng 6, hơn 93.000 thí sinh của Hà Nội bước vào kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là kỳ thi quan trọng, đặc biệt với thành phố, bởi sự kiện diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phục vụ cho kỳ thi, thành phố Hà Nội đã điều động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 184 điểm thi với gần 4.000 phòng thi. Môn thi đầu tiên ngữ văn có thời gian làm bài là 90 phút. Sáng sớm ngày 12 tháng 6, thành phố Hà Nội có mưa lớn, nhưng hầu hết thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm, tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, cũng như các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt tại cổng trường. Tại các điểm thi đều có dây phân luồng tạo thành các luồng riêng biệt, đón thí sinh vào phòng thi sau khi đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Nếu không có triệu chứng bất thường về sức khỏe, thí sinh được lực lượng tình nguyện hướng dẫn vào phòng thi. Các phòng thi đều được trang bị đầy đủ quạt trần, quạt treo tường, đảm bảo phòng thi thông thoáng. Chỗ ngồi cho các thí sinh được bố trí đảm bảo giãn cách, theo sơ đồ zig zag. Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Đại, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay là kỳ thi đặc biệt khi phải đảm bảo hai mục tiêu, vừa chống dịch vừa đảm bảo chất lượng kỳ thi. Việc đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là phải đảm bảo an toàn cho thí sinh, thứ hai là bảo đảm chất lượng của kỳ tuyển sinh một cách tốt nhất. Tại quận Đống Đa có 7 điểm thi tại các trường: Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Kim Liên, Trung học phổ thông Đống Đa, Trung học phổ thông Quang Trung, Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Trung học cơ sở Thái Thịnh được đánh giá đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất và các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Điểm trường Trung học phổ thông Kim Liên có 32 phòng thi, 2 phòng dự thi thông thoáng, không sử dụng điều hòa, trước và trong kỳ thi sẽ tổ chức vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ điểm thi 4 lần vào chiều các ngày, từ 10 tháng 6 đến 13 tháng 6. Trường chuẩn bị tối thiểu 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện ho sốt, khó thở hoặc những bất thường khác. Quận Hà Đông có 11 điểm thi với 6.300 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh là đối tượng F1. Tất cả các điểm thi được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện khác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Phú có 22 phòng thi với 528 thí sinh, mỗi phòng thi có 24 thí sinh, tổ chức phân 5 luồng để bảo đảm giãn cách. Trước mỗi phòng thi đều có quy chế thông điệp 5K, trang bị khử khuẩn. Điểm trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên có 18 phòng thi với 382 thí sinh, có 44 giám thị, 9 giám sát và 9 lãnh đạo điểm thi. Các điểm thi đều được khử khuẩn 3 lần, trước kỳ thi, sau kỳ thi, khi kết thúc ngày thi đầu tiên, bố trí nhân viên y tế túc trực, nếu thí sinh có nhiệt độ cao hoặc có những biểu hiện bất thường như ho sốt khó thở, sẽ đưa tới phòng cách ly. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an toàn và tổ chức thành công kỳ thi. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kịch bản, tổ chức tổng thể và kịch bản tổ chức cụ thể đối với từng điểm thi, bao quát toàn diện các vấn đề, nhất là đảm bảo an toàn phòng chống dịch cả bên trong và bên ngoài điểm thi. Ngành y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xét nghiệm và cấp giấy xác nhận F0, F1, F2 để thực hiện chính sách ưu tiên. Việc đảm bảo an toàn và tổ chức thành công kỳ thi năm nay không chỉ bảo vệ sức khỏe cho hàng chục ngàn học sinh, phụ huynh, cán bộ nhân viên tham gia kỳ thi mà còn bảo đảm an toàn cho cả cộng đồng, duy trì thế trận phòng, chống dịch COVID-19 của thủ đô và đất nước. Kỳ thi vào lớp 10 công lập Trung học phổ thông thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 12 tháng 6 và ngày 13 tháng 6. Buổi sáng ngày 12 tháng 6 thi môn ngữ văn và môn ngoại ngữ. Buổi sáng ngày 13 tháng 6 thi môn toán và môn lịch sử. Ngày 14 tháng 6, 15 tháng 6 và ngày 16 tháng 6 là lịch thi và thời gian làm bài thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài.